Hi, xin chào mọi người. Hôm nay Long Bùi lại tiếp tục làm một cái clip về đèn nhập. Thì mình vừa về lô hàng ở sau lưng mình đây. Những cái ngày cuối năm thì nói chung là rất khó khăn cho việc đưa hàng về Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ sắp xếp review những cây cao cấp nhất, để cho mọi người ai có nhu cầu thì hãy chọn ha. Thì cũng như Long Bùi đã nói thì rất là cảm ơn những người chú, người anh đã ủng hộ Long Bùi ở tất cả các tỉnh thành, và cũng được làm quen rất là nhiều người chú, người anh thương mến Long Bùi và ủng hộ Long Bùi rất là nhiệt tình, từ Bắc, Nam và ở miền Tây đã ủng hộ và coi Long Bùi như là một người em, một người bạn. Nó cũng mình làm thì Long Bùi làm bằng cái người kỹ thuật, làm bằng cái tâm của cái ngờ. Nếu Long Bùi làm một cái gì đó mà có sai sót thì mong anh em cũng góp ý, và Long Bùi không bao giờ đỡ mọi người phải thiệt hết. Từ những cái khâu kỹ thuật mà Long Bùi canh chỉnh, cho tới những cái phụ kiện mà Long Bùi kèm theo, cho tới những cây đàn mà Long Bùi nói là cây đàn ok hay không ok, đó là cái mà Long Bùi luôn hướng tới. Tại vì bây giờ như Long Bùi cũng là một người buôn bán, một người làm đàn, một người chủ đứng ra làm mọi việc cho mọi người, thì Long Bùi luôn luôn đặt cái tâm và cái tầm của mình. Thì bây giờ rất là nhiều cái clip mà bán hàng trên mạng đó, từ những đàn Việt Nam cho đến đàn Nhật đó, các bạn biết là không thể nào một cây đàn Nhật như này, nó có hai phương diện. Là mình nói về đàn Nhật trước, không thể nào cái đàn Nhật mà khi mà các bạn nhập bên kia về mà bạn chỉ cầm lên cái đàn rồi bạn báo cái giá rồi bạn gửi cho khách mà khách chơi được. Mình đảm bảo với mọi người 100 cây không có cây nào chơi được hết cả. Như vậy mình nói một điều như vậy là các bạn biết là bây giờ dù cái đàn cao cấp cỡ nào, 100 cây không bao giờ các bạn cầm lên, mấy bạn ghi mã số rồi mấy bạn báo giá khách, mấy bạn gửi khách mà khách chơi được. Đó là điều mình nói. Còn cái thứ hai, cái đàn Việt Nam của mình, đàn custom. Có nghĩa là custom có nghĩa là Việt Nam mình hiện bây giờ rất là nhiều đội thợ đóng, và có những người thợ mà lành nghề thì đếm trên đầu ngón tay, để sản xuất ra những cái xưởng đàn nào, xưởng đàn nào các bạn có 2-3 cây các bạn cũng kêu xưởng bạn đóng, 5-3 cây cũng bạn kêu xưởng bạn đóng, thì xưởng nào đóng cho các bạn, đó là một vấn đề nan giải. Đội thợ, cái người thợ họ lành nghề, một tháng họ sản xuất ra tầm 10 cây đến 20 cây, đó là cửa hàng custom. Bây giờ các bạn sản xuất ra hàng loạt làm cho cái đàn thương hiệu Việt Nam mình, cái đàn của Việt Nam mình nó mất giá trị. Cái người tiêu dùng họ, tất cả các tỉnh họ mua online, họ mất cái niềm tin của đàn Việt mình. Đó. Rồi cái người mua, tại sao mà khi mình mua mình không chọn một cái cơ sở sản xuất lớn, một nơi có cái cửa hàng tin cậy, một nơi có những người thợ họ lành nghề. Đó, để các bạn chọn, mà các bạn ham rẻ, các bạn nghe là người ta 3 triệu giảm 30% hay 50%. Các bạn mua về cái đàn nó đôn giá trị cái đàn lên, đỡ khi đó là các bạn mua một cái đàn nó không đúng với giá trị thực. Cái giá gốc nó đã cao rồi mà người ta còn cho cao hơn nữa để người ta giảm. Các bạn nghe nói siêu giảm giá hay là xây cuối năm hay là như thế nào đó, các bạn mua xong các bạn lại mấy bạn gọi điện cho mình, mình mua cái giảm giá bên đó, bây giờ cái đàn nó bị cong cần hay bị rè, các bạn nói mình chỉnh. Đó thì mình cũng làm, là nói chung là mình sẽ làm hết, nhưng mà trong khi đó thì mình đa phần là mình sẽ ưu tiên cho những người họ mua hàng bên mình, đỡ mình làm vệ sinh thay dây canh chỉnh kỹ thuật rồi đó thì mình làm, còn mình làm là vẫn làm hết. Nhưng mà trong cái thâm tâm của mình làm là mình nhận đàn ở bên ngoài, mình cũng không thở làm một cái cây mà nó thường quá được đó, như vậy. Nói chung nó rất là nhiều, mà cái đó là mình chỉ tâm sự lên, và mình cũng một điều mà mình muốn nói đến cho mọi người, không có nghĩa là mình cũng phải mắc phải những cái lỗi sơ đẳng, mà cái khâu mình nhiều lúc là mình không thở nào mình có thở là hoàn thiện 100% được. Nhưng mà khi mình nói lên này là đỡ, mình mong mọi người là khi mua hay là lựa chọn một cái cơ sở để mua thì đợi cho nó phải là gọi là người mua mình là mua online, mình phải ưng ý qua mọi việc.
Thì qua quá trình làm việc thì con cũng có những người họ nhận đàn, thì ví dụ như 10 người thì cũng có một người họ cũng không ưng ý, chứ không phải mình cũng không nói là 10 người là phải ưng ý hết 10 người, nhưng mà cái người không ưng ý đó thì Long Bùi sẽ thu cái đàn lại và Long Bùi sẽ đổi cây khác cho người ta đó, hoặc là người ta không thích cây đó nữa, Long Bùi vẫn nhận cái đàn về đó rồi cho người ta lựa chọn. Nhưng mà đa phần là những anh em đã tin tưởng Long Bùi rồi thì những cái lỗi sơ đẳng như bị rè một nốt hay hai nốt gì đó thì quá trình kiểm tra thì nhiều lúc Long Bùi kiểm tra nó vận chuyển đi thì do về thay đổi về lúc ngựa rồi thay đổi thời tiết, thì cái đó là nói chung nó sơ dịch thôi, chứ còn những hàng mà Long Bùi nói ra ở đây là khi mà Long Bùi giao hàng thì đa phần là mọi người chú người anh đều rất là an tâm và rất là khen ngợi rất là nhiều đó, chứ mình cũng không nói mình là hoàn thiện hết 100%. Và vấn đề thứ hai nữa thì cũng có những người khách họ nhắn tin cho mình, họ nói mình, có nghĩa là họ nhắn tin vào Zalo hoặc là comment trên cái clip của mình như thế này, có nghĩa là họ nói là sao mình không trả lời. Nhưng mà thật sự là có những người không kết bạn Zalo mình, chỉ comment ở trên bài viết của mình như thế này là đỡ có thấy bài viết thì comment thôi, comment cho có hay sao mình cũng không hiểu, nhưng mà Zalo thì không có đó, như vậy. Nhưng mà mọi người ủng hộ thì mình cũng đã rất là vui mừng, và cái đó là cái động lực để mình làm được những clip. Và những clip của Long Bùi làm là rất thực tế nha. Những clip của Long Bùi làm là quay bằng một cái điện thoại và một cái đồ lọc để cho mọi người nghe được cái tiếng của mình được nó rõ thôi, nó không bị tạp âm nhiều. Lúc trước mình quay bằng điện thoại không á, nó rất là nhỏ, cho nên nhiều khi mình quay vào buổi sáng Long Bùi chơi chim á, chim nó hót to quá, mọi người nói nghe tiếng chim không nghe tiếng Long Bùi, và Long Bùi quay bằng một cái đầu lọc và qua một cái điện thoại iPhone thôi đó. Rồi hình ảnh thì nó như vậy, chất lượng về hình ảnh và âm thanh thì nó thực tế, và giống như là mình sẽ thực tế tại cửa hàng Guitar Long ở số 123 Thống Nhất, Bình Thọ, Thủ Đức. Và mọi người ở xa coi như là mình ở gần, là mọi phương diện đều được Long Bùi hỗ trợ tư vấn hết mình. Và cũng không làm mất thời gian nữa, 7 phút rồi, qua phần giới thiệu thì bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu tầm khoảng 10 cây đi, giới thiệu tầm khoảng 10 cây để cho ai nhanh tay thì sở hữu được những cái đàn. Mình chọn ra 10 cây mà những cái mã số gọi là hiếm nhất để cho mọi người nhanh tay thì sở hữu ha. Và ai là người đã đặt cọc và chịu khó cho mình sẽ giữ, dù mình hứa là ngày mai mình sẽ chụp hình hay quay phim, nếu như mà ngày mai cây đó vẫn còn thì mình sẽ chụp, nhưng mà ai đã chuyển khoản cho mình rồi, họ lấy nhanh rồi thì mình sẽ đưa cho người đó. Cái đó là mình nói luôn để cho khỏi phải mất lòng anh em ha, tại vì có nhiều trường hợp thì mình vẫn chụp, nhưng có những anh em mà họ nói ừ đó anh xem lại, anh suy nghĩ lại hay gì đó rồi á, thì cái người họ cần mua họ không mua được. Và ai đã tin tưởng vào cái kỹ thuật của Long Bùi, tin tưởng vào cái đàn Long Bùi nói về những đặc điểm cái đàn đó thì mọi người hãy mua đó, mua là đỡ sở hữu vào cho căn phòng của mình được một cây đàn nhịp ưng ý. Đó là cái mà Long Bùi muốn hướng đến, và những cái gì mà không tốn thời gian của nhau đó, đỡ cho mọi người được thoải mái với nhau hơn, ôm cây đàn lên chơi thoải mái, chơi cây đàn lên ưng ý thì mọi người chơi. Mình cũng là người cũng hay mua những cái hàng online mà theo cái sở thích chơi sưu tầm của Long Bùi, thì Long Bùi cũng hiểu được cái vấn đề đó. Và bây giờ Long Bùi sẽ giới thiệu đến mọi người đó, lô hàng mới về đó mọi người. Đó, đây là cây Matsuka M50L, Matsuka M50L. Cây này là có giá là 10 triệu ha. Cây này rất đẹp nha, đó là những cây mà rất hiếm và rất đẹp nè. 50L, có nghĩa L có nghĩa là lúc trước mình về 30L, 50L cũng có nhưng mà đã bán hết rồi. 30L là vừa rồi mình về được 4 cây, theo chính xác của mình là 4 cây, là cũng những anh em họ mua cho cây này á. Cái form này nó rất là gọn, L có nghĩa là size nó này, nó size 34, size nhỏ hơn. Thì cái người phụ nữ ôm, con gái ôm nó sẽ rất là gọn, mà những người lớn, con trai á, như mình ôm để mang đi du lịch á, nó cũng rất thoải mái, nó không phải vướng. Nhưng mà về cái chất âm và cái nốt thì nó vẫn y như những cái đàn lớn thôi, không khác gì hết.
Cái này thì hiện bây giờ thì mình sẽ không test ở đây nha, nhưng mà mình sẽ đợi cho mọi người nghe được rõ tiếng bass chép. Còn khi nào anh em nào đã ưng cây nào rồi, nếu mà cần test thì cứ nhắn tin cho mình mã số cây đó, mình sẽ test và gửi link cho mọi người nha. Và nếu có thời gian rảnh thì mình và chú Thanh sẽ test so sánh những cái cây đàn trong clip đó để cho mọi người lựa chọn. Còn nếu ai đã tin tưởng về kỹ thuật, tin tưởng về cái âm thanh của Long Bùi thì mọi người hãy gọi điện vào số điện thoại 0987 646639. Số này thì Long Bùi đã dùng Zalo luôn, đỡ cho mình tiện việc trao đổi với nhau ha. Đó, mọi người nghe đó, nghe cái tiếng của Matsuka. Rất sâu, không có thua kém những cái này lớn á. Cầm action và cầm rất đẹp, rất đẹp nha. Cái này là khó rồi, là đồ zin hết nha. Mọi người xem kỹ nha, xem kỹ lại cái đàn của mình nhé. Ai mà có người thân tặng gì cho dịp Tết này đó, là mang cái M50L này rất đẹp. Bây giờ cũng là tối rồi, lúc này là mình làm ngày hôm nay mình làm quá nhiều hàng nên mình cũng nó mới về sáng nay thôi, những cái lô hàng cuối của năm. Cái này là Antonio Sanchez 2017 Studio 1 Seda. Cây này thì quá đẹp luôn. Lô trước có một cây như này cũng là giá 12 triệu nhưng mà đã bán đi Phan Thiết cho một người anh ở Phan Thiết rồi. Chung với lô này là có một cây là đã bán cho một người cũng là một người anh ở quận 3 là cây Antonio Sanchez. Còn cây này là cây Maxida ha. Maxida rất đẹp luôn, 12 triệu thôi nhưng mà về âm thanh còn rất đẹp. Cầm rất đẹp nha. Cầm rất đẹp. Cái này là new 90 gọi là 97% đó. Rất đẹp. Cái này vào bộ sưu tập cũng là một cái mà để cho mọi người đáng để lựa chọn. Dòng studio này là flamenco và có thể là chơi chiên và cổ điển để nghe được cái dòng âm sắc của cổ điển. Nếu mà về mặt seda, nếu mà mặt sport thì chơi flamenco nó sẽ nổi tiếng hơn, nhưng mà mặt seda này thì âm thanh nó sẽ sâu hơn, đỡ khi mình chơi cổ điển được mà flamenco cũng nghe được cái âm thanh của cái đàn, nó ra được những cái dòng tiếng rất là đặc sắc. Đây Espanha ha, những cái hàng của mình là hàng chính hãng hết nha. Khi nào mà mình làm hàng mới mà thanh lý mà mình mua của Trung Quốc á, mình sẽ nói là hàng Trung Quốc. Còn khi nào mà mình làm hàng của Japan về á, mà hàng tùy theo cái mã, ví dụ như dòng John Antonio này là của Tây Ban Nha nhưng mà mình là xách tay từ Nhật về ha. Rất nhẹ nhàng, 12 triệu nha. Mình báo giá ở đây luôn để cho anh em nào thấy khả năng của mình, trong cái khả năng của mình đó, thì đỡ mọi người mua nhanh. Đó là cũng từ cái góp ý của những người khách, những cái người chú, người anh mà góp ý mình. Long ơi sao em không báo giá luôn để cho mấy anh dỡ lựa chọn, thì hôm nay mình làm clip này mình báo giá luôn. Trong cái lô đàn này á, về đấu giá này á, thì có những cây rất là độc đáo đó. Và khi mình nói đọc xong là đây có luôn, đây mọi người xem nha. Đây là cây Moritz Dub 60 Special
là dòng kem giặt đời cổ đầu tiên mà giống như cây đúp 45H. Vừa rồi mình một cây mà vừa rồi mình có bán mà nhiều anh em hỏi đó, đây là một cây đúp 60 Spatial đời cổ. Và cái này vừa cần kiếp khóa thiết đồ này, đây là bộ khóa của Đức, Germany của Đức, nhưng mà nó chia sản xuất cho khóa của Moritz. Đây là logo của Moritz thời đấy này đó, logo của Moritz mà thời đầu tiên đó, rất cổ nha, rất cổ. Cây này thì nói chung là cũng rất ok, mọi cái là hoàn thiện hết, nó không đẹp thôi, tại vì những cái đời đầu này là rất hiếm luôn, trên thế giới hiện tại thì chưa tới 50 cây của dòng 60 Spatial mà đời cổ đời đầu tiên này đó. Là để mình xem cái action cả nha, rất đẹp. Cái cầm của cái đèn này rất đẹp nha, cái cầm của cái đèn này rất đẹp. Cái này là mình chưa có vệ sinh, chưa canh chỉnh gì hết nha. Cái này khi mà tắt trộn rồi đó, mình sẽ đưa vào một cái máy bass của mình để mình đánh bass nó sáng lên. Đúp 60 Spatial mặt Sida sẩm. 60 Spatial là nó dùng tem giặt ở bên trong tem này. Cái này phải mọi người phải nhìn kỹ mới thấy được cái dòng đời cổ này. Sau đây có chữ Moritz, rất là hiếm luôn. Cái dòng này là quá hiếm luôn đó, nếu mà rất cổ rất hiếm luôn. Và cái này là có giá là 16 triệu ha. 16 triệu đúp 60 nha, Spatial. Đúp 50 á đã 15 triệu rồi mà đúp 60 này, cái dòng Spatial này đợt này chỉ có 16 triệu thôi. Bình thường một cây đúp 60 cũng đã 17 triệu rồi. Một cây này thì về cái độ đẹp line new nó giống như những cây kia thì nó không có, nhưng mà về cái đời cổ thì nó là đẳng cấp. Rất là khó tiền nha, hiếm mà tiền. Còn dòng cạp đây là cây Moritz đúp 80 nha, Moritz đúp 80. Mà dòng đúp 80 này hôm trước mình về một cây là 25 triệu, và cái người chú ở thành phố Thủ Đức này đã lấy luôn rồi. Đúp 80 lâu lắm rồi mới thấy lại cái đúp 80 mà rất đẹp. Chỉ có 1-2 cái watch cắn nhẹ do thời gian chơi thôi, lưng hông hông này, lưng hình như là cây này lúc đấu mình có nghe có thấy nó kêu chụp là một cái watch. Đây cây đúp 80 này nó có một cái watch nhỏ ngay đây thôi, một cái watch mà nó bị chắc là bị va đập, giống như là mình chơi nó va đập vô cạnh bàn hay gì đó. Nhưng mà cái dấu này này thì nếu như mà mình đỡ như này thì nó cũng không sao, nhưng mà khi mà anh em nào mua cần mình xử lý cái dấu này, mình sẽ xử lý cho mọi người luôn. Mình xử lý có nghĩa là mình sẽ cho bột vào và mình bát cái dấu này cho mọi người luôn. Còn nếu mọi người không cần thiết thì cứ đỡ dấu này mà chơi ha, không ảnh hưởng gì hết. Mình sẽ xả cho một tí keo là không ảnh hưởng gì, chơi xuyên suốt. Cần rất đẹp, action rất đẹp nha, có zin của Moritz. Cây này thì 22 triệu, nếu mà đẹp như kia là 25 triệu ha. Để mình thử kho nè, cầm rất đẹp, action rất đẹp, âm là nổ kinh điển, không có cái máy lên dây nên mình lên đúng chuẩn như đây. Cây này để mình nghe cái âm của cây đúp 80 này đây. Rất sâu luôn, nổ
bum bum. Sửa mất đi, hoặc là mình nếu mà đỡ mình làm lại cái này một tí thì mọi người cũng không biết, nhưng mà hàng nhập về thì sao mình đỡ vậy thôi. Còn rất đẹp nha, còn đẹp hơn cây hôm trước luôn, mặt đẹp hơn cây hôm trước luôn, chỉ có xấu một cái chỗ này thôi, một cái dấu này thôi, nhưng mà đúp 80 rất hiếm, rất là hiếm luôn. Những cây mình nói là rất hiếm hiện bây giờ luôn này. Cái cây 80, đây là cây MF50 ha, MF50 rất đẹp, cây này rất đẹp nha. MF50 là dáng OM nè. Japan em thử tí đó, rất hiếm nha. MF 16 triệu ạ, rất hiếm cái dòng MF này, rất hiếm. Lúc trước mình cũng về một cây MF 50 19 triệu. Đây bộ phó vua con của cây MF này, dùng một bộ ton của Đức luôn. Đây còn theo phần là bên Moritz là đặt những cái cây cao cấp là họ đặt, họ dùng bộ của Đức. Có này có riêng của cây MF nha. Lan nêu, điều gì không? Tức 30 lan nêu, và được lâu đấu này được 2 cây nhé, được 2 cây lan nêu nha mọi người, 7 triệu thôi. Ai hôm trước có hỏi mình đúp 30 lan nêu này thì nhanh tay sở hữu một cây đúp 30 này đi ha. Lan nêu 7 triệu. Cây này thì nó có một cái dấu ở đây, bị cõng ở đây, đây này. Mình cũng không gì hết, nhưng mà đây, cõng nhẹ đây.
cũng mà cũng là giá 7 triệu ha. Rất đẹp, rất xinh đẹp. Những cái cây mà nó có những cái lúc mình đấu mà nó đưa vào Việt Nam này nói chung bị dập nhẹ thì anh em nào thích thì có thể nói mình, thì mình sẽ có những cây đó bất cỡ để cho anh em nào không quan trọng mình thích đó. Lấy về chơi thôi. Còn cái dấu nó cần mình xử lý thì mình sẽ xử lý cho mọi người. Còn không cần thì mình cứ để yên đó. Đây là Yamaha SG301. Cây này thì chỉ có giá 7 triệu thôi, 301 nha. Hôm trước thì có những cây 9 triệu, 10 triệu cái lô trước về đó. Thì cây này thì không có gì hết, chỉ cái mặt có một cái dấu nhẹ ở đây thôi, không có gì đâu. Dấu nhẹ đây. Ở đây là đỡ nghiêng mà chơi thôi. Còn chủ yếu là đỡ mình sẽ an toàn. Còn rất ok đó. Nói chung mấy cái Đức 30 và Yamaha 301 301 này là lô trước mình về nhiều lắm thì nhưng mà cũng đã hết rồi thì bây giờ nó cũng có một hai cây lại. Mỗi cái dòng này thì ai thì cũng đã biết cái dòng này hết rồi, chứ không phải ai mà chơi đàn Nhật thì đều biết cái dòng này hết, không cần phải giới thiệu nhiều quá. Dòng nào mà hiếm thì mình sẽ giới thiệu nhiều cho mọi người. Còn mấy dòng nào mà nó có thường xuyên rồi á thì chỉ cần ai thích thì mua thôi, về chơi thôi. Antonio Sanchez 2007 Studio 2 Max Sport. Đây. Hồi nãy là có một cây Cedar, còn cây này là cây Sport. John Antonio của Tây Ban Nha, cây này cây Sport ha. Cây này thì cũng là 12 triệu, giống như mình nãy mình nói đó, cái dòng nó có hai dòng, một dòng Sport là mặt trắng vàng này nè. Trắng nhưng mà nó ngà ngà vàng, dòng của Tây Ban Nha. Kia là cây mặt Cedar là mặt thông sậm. Thông sậm thì cái tiếng nó sẽ sâu hơn, còn Sport thì tiếng nó sẽ quang hơn ha. Rất đẹp, cái đàn rất đẹp nha. Đây mình cho mọi người xem tem luôn đó, rất đẹp nha. Đây, ở đây có một tí xíu cái dấu, chắc là bên đó họ vô dây á, họ vô không có cẩn thận, nó có dấu thẹo ngay đó nhẹ khó. Xong cái clip này rồi mình về ăn cơm. Khói lắm không? Hey, Matsuka M50 rất đẹp, gọi là Lanin M50 thì đợt này đấu nó cao hơn, nhưng mà vẫn là 10 triệu thôi. M50 nếu mà đợt này đấu mình đấu lên một cây cả triệu cây một cây đó, tại vì M50 thì bây giờ nước ngoài họ cũng đấu rất nhiều, và mình Việt Nam mình bây giờ mua những cây này kiểu là cho anh em nào cần cái dòng Matsuka này á thì chơi thôi. Dòng này họ phải giới thiệu nữa rồi, tại dòng này lòng buôn bán cũng trên 20 cây của Matsuka M50 rồi đúng không? Mọi người biết rồi. Rất đẹp, chủ yếu là cong cong của cái tay xích này đẹp và ok. Của anh Thanh thì về cái dòng Matsuka thì mọi người không phải lo rồi. Đức 30 đẹp. Lên không, dưới đây có một cái dấu cấn nhẹ thôi, không gì hết, không có gì hết nha. Dấu cấn này không gì hết, mặt rất đẹp, cầm rất đẹp luôn, ok. Cái dòng này thì mình sẽ đi nhanh, không cần phải giới thiệu cái dòng này, ai thích thì về chơi thôi. Đất 30 thì quá quen thuộc rồi. Dòng này về Long Bùi lô mà 250 cây Long Bùi về kia đó là cũng mấy chục cây Đất 30. Giới thiệu 10 cây thôi mà lỡ rồi. Còn mấy cây hàng độc lập đây thì mình làm luôn. Còn mấy dòng kia thì ngày mai mình làm clip sau. À đây, đây có một cây Moritz MR802. Đây, đây là dòng MR802 này. Cây này là có cái bit up sẵn luôn này.
Bi lắp sẵn này, MR802 cái này rất đẹp nha, cái này 18 triệu nha. Có gô tôn của Moritz luôn nè, đó cái dòng này cũng dùng có gô tôn của Moritz luôn nè. Gô tôn là dòng của khó chuyên sản xuất tại Đức. Ai chơi sân khấu thì chơi cái này mà đẹp nữa. Hiếm lắm mới có dòng Japan mà có eo khuyết này nè. Rất hiếm. Thôi cái này thì quá đã rồi. Đẹp quá. Biết đâu có một cái cây nên cho mọi người đang cầm ai cần lấy. Đây là cây da FG402. Lâu lắm mới thấy, chỉ thấy 401 là cao nhất, coi bây giờ lọt ra được một em 402 ba tấm. Rất hiếm luôn. Chưa thấy, từ ngày làm đàn tới giờ chưa thấy cây 402 nào, chỉ thấy 401 thôi. 402, Moritz FG402 này, 10 triệu. Wow. Rồi, còn một số cây nữa mà thôi, tổng đã 31, 32 phút rồi. Cho nên mình sẽ xin ngưng ở đây. Rồi, ngày mai mình sẽ tiếp tục. Đây là cây Moritz đúc 25 nha, 4,5 triệu rồi. Đúc 25 mới về đó, mà mình giới thiệu luôn, đỡ ai nhanh tay thì có thể sở hữu được những cây đời thấp này. Ngày mai mình sẽ tiếp tục làm thêm một số cây nữa, đời thấp nữa nha. Bây giờ cũng là tối rồi, gần 7 giờ tối là của ngày thứ năm, ngày 6 tháng 1 nha, 7 giờ tối. Mình xin ngưng clip ở đây. Thì anh em nào xem clip này mà cảm thấy ok về cái cây nào thì hãy nhanh tay liên hệ vào số điện thoại 0987 646 639 của Long Bùi để sở hữu được những cái đàn mà mình ưng ý nha. Xin chào và hẹn lại mọi người trong những clip sau của Long Bùi ạ. Bây giờ tao thắt vào nữa. Xin chào.